chúc nhau cạn ly rượu mừng ngôi nhà mới vừa xây xong. Ôi ngôi nhà đẹp xinh ngút cao là nguyện vọng ước mơ từ lâu. Ta bên nhau hát ca cùng chúc mừng, mừng ngôi nhà mới thật khang trang. Bao điệu nhạc hát ca rộn vang, trao bao lời mừng tân gia. Cùng nhau chúc mừng, bao nhiêu mới mọi việc sẽ thuận lợi, nụ cười luôn nở trên môi. Ta chúc nhau cạn ly, mừng nhau mới nào ta chúc mừng, bao nhiêu mới tài lộc tân tới rồi giàu.
xuống nhanh nhá, xuống nhanh nhá. Từ từ thôi. Trên kia chỉnh nhau. Chỉnh họng đấy, chỉnh. Thank you.
cái con hợp phụ cô vẫn đang trốn này. Ôi sợ, sợ lọt vào ống kính phóng viên. Chạy đang quay bây giờ lại chạy đi kia. Quay một tí mới lại giật mình như thế. Nhiều khi nó rơi xuống nó va vào dàn giáo nó sập, dàn giáo nó mệt đấy. Được ông bà phá bỏ. Đất. Bác ở Nam Định hay ở đâu? Thái Bình, Thái Bình. Vâng. Vâng.
trước đấy bay chủ động, không có đi bay thuê cũng đỡ. Bán đi nó quý, bán đi nó quý, bán đi giờ được 6 triệu bạc. Nhưng mà về sau vẫn phải có xa, nhưng mà nếu bán cho người dùng thì được tầm 6 triệu rưỡi, bán cho thợ chắc được tầm 5 triệu. Ba pin là ba. Xong rồi là còn gì nhỉ? Sạc pin vào cứ bay xuống này. Ba bao giờ thực ra nó chỉ hơn tí cái ấy nhỉ? Màn hình hơn thế. Màn hình của nó với con màn hình của em cứ dùng chung cho nhau được, pin dùng chung cho nhau được. Mà gì cơ? Ôi 110 á. À, ôi 100, ôi 110 bay cả Hạ Long, bay cả rừng núi các kiểu, chả vấn đề, chứ có ai kêu gì là bé to. Có một cái là ra sản phẩm nó ngon là được, khách ok, lần sau khách lại gọi là tốt. Đầu tư ra rõ lắm tiền cuối cùng chả đạt kết quả. Bỏ. Em lại quay lăng tráng tí không em bây giờ. Ở nhà gì? Kiểu gì hôm về nhà mới các bác cũng được xem. Được xem. Chào bác cả. Dạ vâng. Không ạ. Tổng từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành tất cả là nhà chủ người ta dự trù khoảng bao nhiêu tiền ạ? Gia chủ nó tính là rơi vào tầm khoảng 7-10 tỷ, nhưng mà như anh dự tính là nó rơi vào tầm 100 tỷ. Dạ vâng ạ. Một công trình đặc biệt của huyện Tân Phượng đúng không ạ? Nhà thờ. Dạ vâng. Ăn và biệt thự. Dạ vâng, gồm một bên kia là nhà thờ này. Với cả thờ, nhà thờ là có cả tầng hầm đúng không ạ? Nhà thờ toàn bộ là khung gỗ quý đúng không ạ? Rồi, nhà thờ là vâng. 200m2 là có dạ. Một tầng hầm. Dạ vâng. Trên là toàn bộ gỗ. Dạ vâng. Các bác làm được đảm nhiệm được những cái công trình lớn như này phải hẳn là phải tay nghề cũng phải được mấy chục năm rồi đúng không ạ? Dày dặn kinh nghiệm và kỹ thuật rất là tốt. Tay nghề của anh em ở đây là cơ bản là chuyên nghiệp rồi. Dạ vâng. Chuyên đi làm các cái biệt thự cơ bản rồi. Dạ vâng.
Bồ Tát Nam Mô. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nào văn chân địa
thị nữ thì thử giữ lòng thần linh chân trời thừa Phật. Chạc chạc khuất lên tấu truyền thần công
thật tình. Cụ hiểu quan sớ văn ẩn đường tuyên bạch chân chủ tâm thành hồ quy chân chủ chân quy đầu đội sớ kim nhật nguyệt bạch hào quang giai khải thỉnh hữu sớ viên sớ phật thánh vạn vạn linh trạch chủ tâm thành thần sa môn đại bi tuyên tâu phúc sinh vô lượng thiên tôn xuân thiên tiên lễ phật tâu thỉnh phật sáng tạ tổ công chỉ chú cất nóc thượng lương lợi pháp đàn kim về Việt Nam quốc Hà Nội ngoại thành đan phượng nguyện liệt chúng xa thôn chúng xóm đình gia số bảy cộng chín hiệu kim thần tín chủ nguyễn an ngọc bản mệnh sinh kỷ hợi niên hành canh lục thập ngũ tuế thế trần thị thánh nam tử nguyễn an cường nguyễn an quân nguyễn an dũng hôn tử lê thị ánh nguyễn kim tuyến nguyễn thị thanh hằng chúng tử chúng tôn Nguyễn An Minh Nhật Nguyễn An Minh Huy Nguyễn An An Khang Nguyễn An Đăng Khoa Nguyễn Ngọc Minh Châu Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nguyễn Ngọc Bảo An Nguyễn Tường Vi Nguyễn Ánh Nguyệt Đồng Gia Nguyễn Đăng Tức Nhật Nguyễn Can Cẩn Thủ Kim Nguyệt Cát Nhật Túc Thỉnh Pháp Liêu Tiểu Vu Thời Pháp Thương Đàn Pháp Sử Thần Sa Môn Tăng Phục Anh Sáng Tạ Thổ Công Thụ Trục Thượng Lương Đại An Hồng Bản Mận Sức Kỷ Hợi Thiên Hành Canh lục thập ngũ tuế đồng bản vạn đảng Thank you.
chính lễ. Nhà chính là không, nhà cần. Thang buộc chặt rồi ạ. Sáng ngày không lên được.
có rất nhiều mệnh giá. Thiên thời địa lợi, nhân hòa đẹp quá, thời tiết đẹp. Thank you.
Thank you.
nhau cạn ly rượu mừng ngôi nhà mới vừa xây xong. Ôi ngôi nhà đẹp xinh ngút cao, làng viền vọng ước mơ từ lâu.